Nay là ngày quốc tế thiếu nhi, nhưng do tình hình dịch bệnh rất phức tạp, công ty không thể tổ chức tiệc và hoạt động tập thể cho các con cùng gia đình được. Do đó, công ty sẽ quyết định sẽ trao phần quà cho các con thông qua anh Nguyễn Anh Nghĩa bên bộ phận hành chính tổng hợp. Chúc các con cùng gia đình có một ngày nghỉ lễ quốc tế thiếu nhi một cách vui vẻ, và các con ở trong ngôi nhà thân yêu của mình để đảm bảo sức khỏe phòng chống dịch Covid.